Chào anh em, hôm nay trong cái số trên tay sách ảnh mình xin giới thiệu với mọi người cuốn sách Magnum Magnum được xuất bản lần đầu vào năm 2007 bởi hãng ảnh Magnum Photos, danh tiếng của thế giới. Cuốn sách này bao gồm những cái bức ảnh mang cái phong cách nổi bật của 69 nhiếp ảnh gia thuộc hãng ảnh. Điều đặc biệt là trong cuốn sách này thì mỗi nhiếp ảnh gia sẽ biên tập và chọn ra 6 bức ảnh từ rất nhiều ảnh của những thành viên khác và đưa vào đây. Cùng với đó là họ sẽ đưa ra những cái suy nghĩ cùng cảm nhận của mình về ảnh của nhiếp ảnh gia đó. Thì đây là những tổng hợp những ảnh trong 60 năm kể từ năm thành lập của Magnum. Thì nếu mà anh em muốn tìm một cuốn sách để có thể học hỏi những cái phong cách nhiếp ảnh của những nhiếp ảnh gia sáng giá trên thế giới, hay đơn thuần là muốn nhìn thế giới qua những cái lăng kính khác nhau, thì đây chính là cuốn sách dành cho anh em. Và bây giờ thì mình sẽ mở cuốn sách này ra cho mọi người cùng xem và qua đó sẽ giới thiệu thêm về Magnum. Magnum Magnum được xuất bản bởi nhà xuất bản Thames & Hudson với giá là 24,95 bảng, thì anh em có thể mua ở trên Amazon. Nó rất là to và nặng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở sách và giới thiệu. Thì tổng cộng trong cái cuốn sách này có 413 ảnh, cả có màu và đen trắng. Thì họ sẽ sắp xếp tên các nhiếp ảnh gia theo thứ tự trong bảng chữ cái alphabet. Thì mình sẽ dở qua và giới thiệu về hãng ảnh Magnum. Đây, thì Magnum đại diện cho một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới và tổ chức là sự pha trộn giữa những nhà báo, nghệ sĩ và người kể chuyện. Thì như mọi người thấy đây, thì trước mỗi cái bức ảnh mà được chọn thì sẽ có giới thiệu ngắn gọn về cái hành trình của cái nhiếp ảnh gia đó. Và mặt sau thì sẽ là cái cảm nghĩ của nhiếp ảnh gia khác về cái nhiếp ảnh gia này. Và cái những bức ảnh trong cái mục này thì sẽ là do cái nhiếp ảnh gia viết cảm nghĩ này chọn ra, sẽ có tầm 6 ảnh. Đó. Thì Magnum Photos được thành lập vào năm 1947, ngay sau Thế chiến thứ 2, bởi 7 nhiếp ảnh gia là Robert Capa, David Jim Seymour, Henry Cartier-Bresson, George Roger, William Vandivert, Rita Vandivert và Maria Eisner. Thì vào thời điểm đó thì nhu cầu ảnh phóng sự và ảnh đăng tạp chí là rất lớn. Tuy nhiên thì Magnum không chỉ khai thác thị trường này. Họ là một nhóm nhiếp ảnh gia kết hợp với nhau để thực hiện những cái dự án ảnh mà họ có niềm tin riêng cho chúng. Và quan trọng là lưu giữ được cái bản quyền sau khi các câu chuyện ảnh đã được đăng tải. Thì nói về cái lịch sử phát triển thì Magnum tồn tại được đến bây giờ là nhờ hãng luôn thay đổi để phù hợp với thời thế. Khi được thành lập thì hãng đóng vai trò rất quan trọng trong cái thời hoàng kim của phóng sự ảnh trên các tạp chí trong khoảng từ thập kỷ 40 đến thập kỷ 80, trước khi TV đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa tin hình ảnh cho người xem. Và khi cái thời kỳ này qua đi thì không chấp nhận dừng lại ở đó. Thì vào cái thập kỷ 60, những nhiếp ảnh gia của Magnum cũng bắt đầu nhận chụp ảnh quảng cáo và báo cáo thường niên cho các công ty, dù có rất nhiều sự phản đối. Và có một cái vấn đề thậm chí còn dữ dội hơn, đó là tình trạng văn hóa của bức ảnh cũng dần thay đổi. Và các bảo tàng nghệ thuật cũng cùng với đó là thị trường nghệ thuật thì bắt đầu để mắt hơn tới nhiếp ảnh. Và vì thế những cái thành viên mới của Magnum từ thập kỷ 80 đã đem tới các cách tiếp cận khác nhau với những phong cách rất là đa dạng. Họ chụp ảnh màu này, ảnh mang tính cá nhân nhiều hơn, và họ cũng coi mình là nghệ sĩ song song với việc là phóng viên ảnh. Và dần dần thì các nhiếp ảnh gia trẻ dần mở rộng phạm vi ảnh của Magnum. Cho tới thời điểm hiện tại thì các phương tiện truyền thông bùng nổ cùng với sự phát triển của truyền thông kỹ thuật số và Internet, thì cái ý tưởng máy ảnh là nhân chứng trước đây đã bị lung lay. Và các phóng viên ảnh và người xem nhận thức rõ hơn về sự mơ hồ, đạo đức hay nói cách khác là về cái cách thức người ta đưa tin về thế giới. Thì các thành viên của Magnum dù làm trong các môi trường ảnh thương mại và bất chấp những giới hạn do môi trường này đặt ra, thì họ vẫn cùng đặt ra một tiêu chuẩn chung nhất định, đó là họ sẽ làm việc độc lập nhất theo khả năng có thể. Và tuy vẫn có các tranh cãi nhất định trong nhóm, thì có một tôn chỉ chung của tổ chức là các nhiếp ảnh gia Magnum nên cố gắng chủ động dẫn dắt thị trường ảnh hơn là chỉ cuốn theo nó và làm theo những gì được yêu cầu. Và điều này thì có nghĩa là hãy chụp theo những chủ kiến của bản thân rồi thuyết phục khách hàng theo cái chủ kiến của mình.
Thì nhưng mà dù cái phong cách này nó có thay đổi thì thị trường thay đổi, các cách tiếp cận có thể khác nhau, nhưng mà Magnum vẫn giữ nguyên cái khao khát thủ ban đầu, đó là làm nhân chứng của thời gian và ghi chép lại cuộc sống này. Thì cái cuốn sách mình đang cho mọi người xem nó gồm 413 tấm ảnh được các nhiếp ảnh gia của Magnum lựa chọn từ khối lượng ảnh đồ sộ mà mỗi người đã chụp. Họ ví cái việc mà cho người khác xem toàn bộ công trình ảnh của mình để họ biên tập, chọn ra vài tấm thì giống như chơi trò có quay của Nga. Thì cuốn sách này rất là dày, mình chỉ dở một số ảnh thôi và mình sẽ dở qua này cho mọi người biết, và hy vọng mọi người có thể tìm được cuốn sách này để xem. Thì theo mình đây là một cuốn sách ảnh rất giá trị để anh em tham khảo, đặc biệt là khi mà mọi người đã qua cái thời kỳ mà chụp cho vui rồi, muốn tìm một cái cảm hứng hoặc là một cái phong cách, một con đường để mình đi lâu dài hơn, thì cái cuốn sách này cung cấp cho anh em một cái có thể nói là một bộ sưu tập khá là đa dạng các ảnh. Đó. Thì trong này là ảnh trong 60 năm mà họ đã chụp, thì nó gồm rất nhiều ảnh từ thế kỷ 20. Họ chụp với những phong cách khác nhau. Có cả ảnh phóng sự này, rồi ảnh nghệ thuật này. Theo mình thì để mà cái mỗi người chọn ra được 6 tấm của người khác trong một cái khối lượng ảnh khá là đồ sộ như vậy thì cũng rất khó khăn. Không biết bây giờ ví dụ mà đưa cho bạn khoảng 1.000 ảnh xong bắt bạn chọn ra 6 ảnh thì bạn làm thế nào? Quyết định khá là đau đầu. Thì mình nghĩ là cuốn sách này có thể xem theo nhiều cách, không nhất thiết là phải mở từ đầu đến cuối để xem, mà có thể thích cái phong cách ảnh nào thì dở bừa ra như kiểu lật một quyển từ điển. Cũng không hẳn là lỡ bừa, mà ví dụ mở ra thấy cái ảnh nào thấy thích, mà thích cái phong cách đấy thì mình tìm hiểu thêm về cái nhiếp ảnh gia đấy, ngoài cái thông tin mà đưa ra trong sách thì tìm hiểu thêm trên internet bằng cách research thêm trên trang web của Magnum và rất nhiều nguồn khác. Ví dụ như là có thể có từ khóa là tên nhiếp ảnh gia, rồi kèm theo từ interview chẳng hạn, thì có những cái bài phỏng vấn mà rất nhiều bên thực hiện thì bạn sẽ hiểu thêm về phong cách ảnh của nhiếp ảnh gia này. Sách dày lắm, nên là cái giá tiền là 25 bảng hoàn toàn xứng đáng những quyển sách như thế này, làm tư liệu tham khảo dần dần. Mình sẽ không nói nhiều về ảnh vì có quá nhiều nhiếp ảnh gia ở đây, tận 69 người cơ, mà mình chỉ dở cho mọi người xem thôi. Thì hồi trước mình có từng thấy trên mạng á, là mình xem trên Facebook của mấy cái chỗ bán sách ở Việt Nam họ cũng có bán cái quyển này, nhưng quyển này cũng không phải là quá khó kiếm đâu, quyển này rất phổ biến. Và nếu mới tìm hiểu về nhiếp ảnh thì quyển này khá là ok. Có những ảnh được in tràn hai trang. Rồi, sắp hết rồi. Ok, hết sắc. Mình đã dở hết sách và hy vọng là anh em thích cuốn sách này, và nếu muốn thì có thể tìm mua nó hoặc hỏi mượn ai đấy, hoặc là nếu mà muốn thì có thể đến Tinh Tế gọi mình sẽ cho mọi người mượn xem cuốn sách này. Cảm ơn anh em, và nếu ai có cuốn sách ảnh nào thích thì có thể cho mình mượn để mình trên tay, mình sẽ giữ gìn cẩn thận. Cảm ơn anh em.